Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với kênh Cải TV. Và ngày hôm nay thì bạn của Cải chúng ta sẽ cùng với bố mẹ trải nghiệm trò chơi đập thú. Trò chơi đập thú là một trong những trò chơi vui nhộn giúp các bé phát triển khả năng phán đoán, óc tư duy cũng như là sự khéo léo của đôi tay. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bạn của Cải tham gia trò chơi này nhé. Bắt đầu rồi. Hãy cùng cổ vũ cho bạn củ cải nào. Cải ơi, cố lên, Cải ơi, cố lên. Lần đầu tiên bạn củ cải tham gia trò chơi này. Tuy nhiên thì bạn củ cải tỏ ra khá là chuyên nghiệp và nhanh nhẹn đúng không nào? Đấy, bên phải con, trước mặt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Siêu thế nhở, đập thật nhiều ếch nhá. Về bố làm món ếch om dừa cho mẹ Thu ăn nhé. Kìa Cải ơi, ếch thò ra khỏi hang rồi, đập đi. Con đập nhanh tay nào. Đây đây, đúng rồi, đập đi, đập đi. Đập thật nhiều vào. Cố lên, cố lên. Bây giờ bạn nhỏ này đập dã man thế, cái này thì tuyệt chủng của họ nhà ếch mất. Ô kìa, các bạn ếch đi ngủ hết rồi. Ơ, đâu rồi, ếch đâu rồi? Ếch không nhảy ra khỏi hang nữa rồi. Chắc là các bạn ếch sợ bạn củ cải của chúng ta đập nên các bạn ếch đi ngủ hết rồi. Ơn giời, dũng sĩ diệt chuột đây rồi. Người ta dùng búa để đập chuột, còn đây bạn củ cải bạn dùng tay móc chuột. Thế này như một con chuột nên cả họ nhà chuột đều không thoát khỏi tay củ cải rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like, share và subscribe kênh để xem nhiều video mới từ bạn củ cải nha. Xin chào các bạn.